Hi everyone, chào mừng các bạn đến với Simple English. Hôm nay mình sẽ làm tiếp các cái video về ngữ pháp của A1, tức là các bạn thi két thì nó tương đương với khoảng IELTS khoảng 4 chấm các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về, tức là cái bài học của mình hôm nay đó là chúng ta học về cái cách đọc tắt của cái động từ to be ở thì hiện tại. Thì ở cái dạng mà positive form, tức là dạng nói có đó, thì nguyên bản của nó, tức là chúng ta đọc đầy đủ đó, thì chúng ta sẽ đọc là I am, you are. Người Mỹ thì chúng ta sẽ đọc cái kéo cái hàm lại chút xíu, or. We are, they are, he is, she is, it is. Ta nhớ cái âm giờ phía sau. Nhưng mà riêng cái chữ it, thì cái chữ it is, thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ nghe là it is hay các bạn, bởi vì nó nối, bởi vì nó kết thúc bằng một phụ âm và phía sau nó là một nguyên âm. Do vậy mà thường thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe đọc nối. Cái đọc nối nó không quá đủ các bạn, không quá buộc. Các bạn thích đọc thì đọc cũng đọc thôi, nhưng mà chúng ta phải tập để chúng ta nghe cho nó quen. Và thường xuyên chúng ta hay nghe cái dạng đọc tắt của cái động từ to be ở simple present các bạn. Thì cái đọc như thế này là am. I am thì là am. Các bạn đọc âm m thôi các bạn. You are thì các bạn đọc là your. We are đọc là we're. They are đọc là there. He is thì các bạn đọc là his. She is thì các bạn đọc là she's. Và it is thì các bạn đọc it's các bạn. Đó là cái dạng đọc tắt của cái simple present ở câu nói có các bạn, tức là positive form. Còn cái dạng negative form của simple present của động to be đó các bạn, của động từ to be ở simple present đó, thì thường chúng ta xem not vào các bạn, chúng ta thêm not vào để nói rằng cái câu nói không. Và thường chúng ta sẽ hay nghe là you're not, we're not, they're not, he's not, she's not, it's not các bạn. Rồi còn cái một cái dạng khác của cái dạng chúng ta hay gặp nó ở phủ định đó các bạn, thì nó là chúng ta nhớ rằng là cái chữ động từ chữ are đó, are chúng ta cộng với not thì nó là aren't. Còn is chúng ta cộng với not thì là isn't. Thì thường chúng ta sẽ hay nghe rằng là you aren't, we aren't, they aren't, he isn't, she isn't, and it isn't. Và thỉnh thoảng chúng ta sẽ cũng hay nghe đọc rằng là it isn't. Các bạn, ta nối qua. Còn ở dạng câu hỏi thì chúng ta đưa cái động từ to be ra trước chủ ngữ hơn các bạn. Rồi, đây là cái dạng câu hỏi yes no question thì chúng ta sẽ hỏi là am I, are you, are we, are they, is he. Rồi, chúng ta nhớ cái is này đó, tại vì cái chữ cái âm h, cái chữ h đó các bạn, nó là một cái âm rất là yếu, cho nên đôi khi một số người các bạn, người ta sẽ nối cái âm giờ ở phía trước qua luôn đó, và chúng ta sẽ nghe rằng là is he các bạn, chứ không có nghe, chúng ta sẽ không còn nghe là is he nữa các bạn, is he. Rồi, is she and is it. Còn cái chữ is it này là thường xuyên nghe luôn nha các bạn, tại vì nó kết thúc bằng một phụ âm và bắt đầu bằng một nguyên âm, cho nên thường các bạn hay nghe là is it. Rồi để trả lời cái loại này đó, tức là cái loại mà chúng ta trả lời ngắn hay là short answer đó các bạn, thì chúng ta cái dạng này chúng ta trả lời yes hay no không các bạn. Nếu mà trả lời yes thì chúng ta là yes I am, mà cái này chúng ta không có đọc tắt nha các bạn, chúng ta không nói là yes am hay là yes you're, mà chúng ta phải nói là yes you are. Bởi vì ở đây đó, cái động từ to be là cái cần thiết để nhấn cái chỗ đó. Yes they are, yes we are, yes he is, yes she is, yes it is, hay là yes it is các bạn. Rồi nếu mà trả lời no thì cũng vậy hơn các bạn. Các bạn chúng ta nói là no I'm not, no you're not, no we're not, no they're not, no he's not, no she not, and no it's not. Hoặc là các bạn có thể nói là no you aren't, no we aren't, no they aren't, no he isn't, no she isn't, và no it isn't. Đó, tức là có hai dạng trong phủ định, có hai cách đọc. Rồi bây giờ đó, chúng ta nói là khi nào chúng ta dùng cái simple present này, thì chúng ta nhớ một cái luật chung, khi các bạn muốn dùng cái simple present hay là chúng ta nói là dùng cái hiện tại đơn đó, thì chúng ta muốn sử dụng nó khi mà chúng ta muốn nói một cái gì đó mà lúc nào cũng đúng hết, hôm qua, hôm nay, ngày mai cũng vậy.
hoặc là một cái gì đó mà nó zero truth ở đây tức là chúng ta chưa có ý định thay đổi nó ở trong tương lai ha. Hoặc là chúng ta nói về một cái thói quen ha, các bạn. Đó là nhìn tổng quát của cái simple present. Rồi thì trong cái còn riêng cái to be đó, ở thì hiện tại đó, thì chúng ta dùng nó làm cái gì? Thì chúng ta dùng cái to be ở thì simple present, tức là hiện tại đơn đó. Khi các bạn muốn muốn xác định một cái thứ gì đó, thường đó, trong tình huống này thì nó có nghĩa là rằng là thì à. Cái thứ hai đó là chúng ta muốn mô tả một cái thứ gì đó à, cảm xúc, thường là mô tả cảm xúc hay là một cái gì đó à. Và cái thứ ba đó là chúng ta muốn nói về cái nơi trốn, tức là chúng ta muốn nói là chúng ta ở đâu hay là một cái thứ gì đó nó ở đâu à. Ví dụ mình cho các bạn một số các câu ví dụ không? Ví dụ mình nói là I am Vietnamese ha, hay là I'm Vietnamese à, tôi là người Việt, ví dụ vậy thì các bạn xác định đúng không ạ? Hoặc là she's a doctor ha, thì cô ta là bác sĩ, chúng ta xác định đúng không ạ? Chúng ta dùng cái đó để xác định. Rồi, hoặc là chúng ta nói về thời gian đúng không ạ? Ok, that is 3 o'clock now ha, bây giờ là 3 giờ ha. Rồi, nếu mà các bạn muốn mô tả, ví dụ mình nói là it's hot today, hôm nay trời nóng quá ha, chúng ta để ý ha, chúng ta dùng để mà mô tả cái cảm xúc ha. Hoặc là mình nói là I'm cold, tôi lạnh, ví dụ như vậy, mô tả cảm xúc. Cái thì chúng ta nhớ là chúng ta cộng với lại chủ ngữ, cộng với to be và cộng với lại adjective ha, để mô tả cảm xúc. Và ví dụ như mình cho các bạn cái câu về nơi trốn, ví dụ mình nói là we're at home, chúng tôi đang ở nhà, ví dụ như vậy. Đó là các cái cách dùng của cái to be. Rồi bây giờ mình cho các bạn một cái đoạn nhỏ nhỏ như thế này. Rồi, các bạn nhìn vô cái đoạn văn này. Ok. Ở đây nó có 6 cái ô trống các bạn. Rồi. My friend's name các bạn ha. My friend's name Jason. Thì ở đây đó, my friend's name tức là nó bằng chữ X hơn các bạn. Và do vậy mà chúng ta sẽ chia rằng là is các bạn. My friend's name is Jason. He thì tương đương với X thân các bạn, cho nên chúng ta bỏ vào trong đây chữ Y không? He is American à. Ok à, rồi cái phần số 3 nó cũng là he. Thì he đó là đi với is, thì các bạn bỏ vô he's 13 years old à. Cái câu số 4 thì là his parents, mình nhớ his parents ở đây là số nhiều mà, như vậy thì nó bằng với lại từ they không các bạn. Và do vậy chúng ta phải chia là are. His parents are engineers. Now, it thì đi với is, và vậy mình sẽ chia là it 6 o'clock, hay chúng ta đọc là it is 6 o'clock in the evening. But they are still at home, bởi vì they đi với are. Rồi. Ví dụ như bây giờ mình có một cái câu hai cái câu hỏi ở phía dưới như thế này. Thì câu số nhất, is Jason your friend? Thì theo đúng như cái bài này thì mình nói là yes he is, các bạn trả lời các bạn thấy không ạ? Yes he is. Cái câu số 2 các bạn nhìn vô không? Is your friend British? Thì cái này Jason nó, thằng Jason này nó không phải là người Anh nữa các bạn. Và do vậy mình phải trả lời là no, he isn't. Và thì đây là toàn bộ về cái cách đọc tắt của cái động từ to be ở thì simple present các bạn. Nếu các bạn chưa xem các cái video của mình về các cái sở hữu của các cái sở hữu của các đại từ các bạn, hay là sở hữu tính từ, hoặc là các sở hữu của một danh từ và hoặc là chưa xem các video của mình là các cái pronoun khi nào chúng ta dùng I, khi nào chúng ta dùng me đó, thì mình sẽ để cái link bên dưới cho các bạn để các bạn dễ theo dõi. Thanks for watching.